Xin chào các bạn, mình là Tuấn Đạt và rất vui khi các bạn đã ghé thăm kênh YouTube của mình. Dạo gần đây, mình có xem lại một bộ phim mà mình đã từng rất thích hồi còn bé. Đó chính là bộ phim Back to the Future, Trở lại tương lai. Và phải công nhận, đó là bộ phim hay nhất của thập niên 90, nói về đề tài du hành thời gian. Và tình cờ hơn, mình lại đang có những bộ đồ rất phù hợp. Và mình đã nảy ra một ý kiến, đó chính là tái tạo nhiều bộ đồ nhất có thể trong bộ phim Back to the Future. Các bạn đã chuẩn bị chưa? Vào video! Bộ đồ đầu tiên cũng là bộ đồ nổi bật nhất, gây tiếng vang nhất của cả loạt phim. Chúng ta cần một áo khoác denim, một chiếc quần denim, một áo phông đỏ, một áo sơ mi kẻ và một áo phao màu cam. Kết hợp là đôi Nike vô cùng hiếm mà mình đã săn được. Chuẩn người du hành thời gian chưa các bạn? Bộ đồ thứ hai, chúng ta chỉ cần cởi bỏ chiếc áo phao màu cam, một chiếc áo khoác denim và khoác lên mình một chiếc áo da, đội thêm mũ phớt và một đôi Converse. Xin lỗi các bạn, nhưng chiếc áo da này đã bị nổ và mình đang tích tiền để mua một chiếc áo da thật. Bộ đồ thứ ba, chúng ta cần một chiếc áo sơ mi trắng, một quần âu đen, một chiếc caravat và một áo blazer. Và bài hát Earth Angel đã cất lên. George Butterfly, chúng ta cần một chiếc áo sơ mi, một chiếc áo khoác, một quần âu và một đôi giày tây. Mình rất thích bộ đồ này, nó vô cùng phù hợp với xì tai của mình, xì tai của các ông bố. Something without any sugar in it, okay? Some of that sugar. Hey, McFly!
think you're doing? What? You George McFly! Yeah, who are you? Bộ đồ thứ 5, chúng ta cần một chiếc áo sơ mi họa tiết, một chiếc quần denim và một cái áo khoác màu nâu. Đúng là mặc lên cái đã có được hơi thở của thập niên 90 rồi và mình vô cùng thích. Video ngày hôm nay, cảm ơn các bạn đã xem mình cuối video này. Và những bạn mà không thích video của mình thì mình chỉ có một câu cho các bạn: I guess you guys aren't ready for that yet, but your kids gonna love it. Hãy cho mình một nút like nếu như các bạn cũng thích bộ phim Back to the Future. Mình là Tuấn Đạt và xin gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.